huấn luyện viên Trussi còn vốn liếng gì để đánh bại Indonesia? Huấn luyện viên Trussi còn trong tay đầy đủ tài nguyên để đánh bại Indonesia. Nhưng vấn đề ở chỗ, chiến lược gia người Pháp muốn tận dụng hay không? Huấn luyện viên Trussi không nên tiếp tục bảo thủ. Mỗi huấn luyện viên có một triết lý riêng, rồi dựa trên triết lý ấy để lựa chọn cầu thủ phù hợp với lối chơi. Chuyện một chiến lược gia ngược dòng dư luận. Trao suất đá chính cho những cầu thủ không được đánh giá cao, thực ra chẳng hiếm trong bóng đá. Tuy nhiên, khó tìm ra lý do nào để bao biện cho cách dùng người của huấn luyện viên Philippe Trussi ở đội tuyển Việt Nam trong một năm qua. Chiến lược gia người Pháp mắc rất nhiều sai lầm về bố trí nhân sự mà thế trận, kết quả là minh chứng rõ ràng. Nhưng thay vì thay đổi, nhà cầm quân 69 tuổi tiếp tục lặp lại những lựa chọn sai. Ông thẳng tay loại bỏ hai trung vệ Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Thanh Bình để tin dùng Phan Tuấn Tài ở vị trí lệch trái hàng thủ. Hậu vệ trẻ Võ Minh Trọng được mặc định xuất đá chính ở cánh trái từ khi còn chưa ra sân. Ở hành lang trái, huấn luyện viên Trussi cho học trò trẻ chỗ đứng vững chắc. Gần như không có sự cạnh tranh. Huấn luyện viên Trussi ở tuyến giữa, Nguyễn Quang Hải không được đá trận gặp Indonesia dù chỉ một phút. Dù cầu thủ sinh năm 1997 đang có phong độ cao, dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội và giỏi tạo đột biến. Trên hàng công, Nhâm Mạnh Dũng mới tập luyện một tuần ở đội tuyển Việt Nam, vẫn được trao cơ hội đá chính thay cho trung phong Nguyễn Tiến Linh. Những cựu binh như Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài chỉ được vào sân ở nửa cuối hiệp 2. Ranh giới giữa bảo thủ và kiên định trong bóng đá rất mong manh. Mà kết quả chính là làn ranh ngăn kết. Sau cuộc họp với Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia, huấn luyện viên Trussi đã triệu tập nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, cho thấy ông thầy người Pháp đã thay đổi. Dù vậy, chỉ là thay đổi ở lưng chừng dốc. Bởi dẫu gọi thêm nhiều cựu binh, nhưng ngoại trừ Bùi Tiến Dũng, đá chính, hầu hết đều không được sử dụng hoặc sử dụng sai cách. Quan trọng nhất, đấu pháp và triết lý của huấn luyện viên Trussi hầu như giữ nguyên, dù đội tuyển Việt Nam đã thua tới 8 trong số 9 trận trước cuộc so tài Indonesia. Các bài tập ở đội không thay đổi so với trước đây, vẫn là những bài tập chuyền ngắn, đan bóng, ban bật. Khi bóng được đưa xuống đáy biên, huấn luyện viên không khuyến khích cầu thủ tạt vào, mà sẽ tiếp tục đá ngắn, một thành viên của đội chia sẻ. Đội tuyển Việt Nam còn cơ hội sửa sai huấn luyện viên Trussi chỉ rèn cho học trò cách luân chuyển bóng. Còn các mảng miếng phối hợp để tạo ra cơ hội, phòng ngự trong các tình huống cố định hay ném biên mạnh, đội tuyển Việt Nam tập luyện ra sao? Màn thể hiện nghèo nàn là câu trả lời. Thay đổi hoặc mất tất cả, huấn luyện viên Trussi không sai khi nói, hai trận gặp Indonesia giống như hai lượt đi, về ở vòng Knockout Champions League. Đội tuyển Việt Nam đã thua trận lượt đi và còn nguyên lượt về để sửa sai. Nếu thắng Indonesia, khoảng cách 2 điểm sẽ được tái lập. Tôi rất quan ngại về việc huấn luyện viên Trussi có thay đổi lực lượng hay không, bởi nếu cứ giữ nguyên con người và cách chơi như vậy, đội tuyển Việt Nam không có cửa gì để thắng cả, bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định. 13 trận đấu trong một năm qua cho thấy, huấn luyện viên Trussi từng có những thay đổi, điều chỉnh lối chơi lẫn con người, nhưng đa phần diễn ra với tốc độ rất chậm. Chiến lược gia người Pháp cũng không thuộc mẫu huấn luyện viên biến hóa linh hoạt với diễn biến trận đấu. Trong cả hai thất bại trước Indonesia, ông Trussi đều đọc trận đấu chậm, thay đổi người kém hiệu quả. Khi đối thủ hoán đổi lối chơi chỉ bằng điều chỉnh một vài vị trí. Còn đội tuyển Việt Nam, đứng yên, thất bại là khó tránh. Huấn luyện viên Trussi rất cần thay đổi toàn diện. Trong tay ông còn nguyên dàn cựu binh chưa được sử dụng đúng mức ở trận lượt đi với Indonesia. Còn ưu thế sân nhà Mỹ Đình, nơi đội chỉ thua một trận trong hai năm qua, còn quyền tự quyết khi thắng là đảo chiều cục diện. Sau rất nhiều sai lầm và thất bại, việc vẫn còn từng ấy điểm tựa có lẽ là may mắn với huấn luyện viên người Pháp. Vấn đề là ông có tiếp tục lãng phí tài nguyên nữa hay không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.